Đèn năng lượng mặt trời có tính năng tối thượng bật, sáng thượng tắt. Nhưng mà cái tính năng này nó lạ lắm anh em ạ. Lạ cái gì mà lạ, em thấy đơn giản mà. Đây nhá, chỉ cần bấm nút auto trên điều khiển, khi cầm đèn vào chỗ tối nó sẽ tự sáng, và khi mang đèn ra chỗ sáng nó sẽ tự tối. Ô, nhưng sao nó không hoạt động nhỉ? Chắc chắn là không hoạt động rồi, bởi vì cái tính năng này nó hoạt động dựa trên cảm ứng của tấm pin anh em nhé. Khi đèn nhận biết nguồn điện sạc vào từ tấm pin, nó sẽ biết đây là ban ngày và nó sẽ tắt đi. Và ban đêm khi không thấy sạc điện nữa, nó sẽ tự động bật lên. Đây cũng là một cái lưu ý quan trọng của anh em trước khi lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, có thể test thử cái tính năng này trước ở dưới đất để đảm bảo khi lắp đặt đèn xong đèn có thể hoạt động được trơn tru và ổn định nhất. Để test thử tính năng này thì đầu tiên ở ngoài trời chúng ta cắm tấm pin sạc vào đèn, xem đèn có báo sạc không. Nếu báo sạc rồi chúng ta sẽ bấm nút on, sau đó bấm nút auto để kích hoạt chế độ tự động. Chúng ta úp tấm pin xuống để giả lập trời tối xem đèn có sáng không. Nếu sáng rồi ok, ngửa tấm pin lên để lạp pin cho đèn là trời sáng, xem đèn có tắt không. Nếu tắt thì tiến hành lắp đặt đèn thôi. Vietsolar lưu ý trước khi lắp đặt đèn năng lượng mặt trời.